số phận nghiệt ngã của hiếu nữ xinh đẹp sinh năm 2000 đang mang trong mình đứa con 6 tháng tuổi và một đứa đang tròn 1 tuổi. Sau khi người chồng hay biết tin em có bầu đã uất ngựa chi phong để lại em một mình nuôi con, hoàn cảnh rất khó khăn, không có nhà để ở, phải ở đậu trên đất người cậu. Vì không có tiền ăn uống nên thân hình em gầy gò, không có sức để có thể lo cho con sau này. Chào chào cô nghe. Dạ. Sao tự nhiên con mới vô mà khóc rồi? Sao khóc cô? Từ cô để cô bình tĩnh. Bình tĩnh lại cái đã. Sao mà tụi con mới vô mà cô khóc vậy? Nhà mình nịch luôn đấy. Cô nói tiếng Việt giùm con. Cô biết tiếng Việt không? Không biết. Vậy thôi hỏi em gái đi. Em biết nói tiếng Việt không? Em biết. Hả? Em biết chút chút rồi. Biết chút chút rồi ha. Rồi thì trước hết thì cho anh hỏi là em tên gì? Châu Un ha. Là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 2000. Sinh năm 2000 là năm nay em 25 tuổi. Rồi như bà con chia sẻ đó thì em là bị chồng bỏ đúng không? Dạ. Là hiện nay là em đang mang bầu mấy tháng rồi? 6-7 tháng gì rồi ha. Em ngồi quay lại của quay ngược lại nè. Quay ra. Xích tôi trong bé đó luôn nha. Hai mẹ con ngồi gần nhau đi. Cô qua đây cô ngồi luôn đi. Cô qua bên đó cô qua bên đó cô ngồi với em đi. Cho anh nhà anh gắn cái mic lên nói chuyện cho nó rõ. Đây để cho anh gửi cho mình nha. Đây là cái mic rồi. Còn đây là con trai hả? Dạ, con trai. Có nghĩa là đây là con trai lớn ha. Dạ. Và hiện nay là em đang có bầu 6-7 tháng. Dạ. Bây giờ cái hoàn cảnh của mình là như thế nào em có thể chia sẻ cho anh và khán giả biết rõ hơn đi. Là cái câu chuyện như thế nào? Em cho chị đi vô được không? Tại em không có biết tiếng Việt. Không cần tiếng Việt á. Không có cần tiếng Việt hả? Dạ. Rồi chị là cái người mà hồi nãy là giới thiệu tụi em đó, nhờ tụi em giúp là chị cần tiếng Việt phải không? Bây giờ chị nói. Bây giờ chị nói rõ cái hoàn cảnh của em nó đi. Hoàn cảnh em cũng ở nhà gách lá nhỏ nhỏ xíu rồi xong có em bé nhỏ rồi trong bụng đứa nữa, hoàn cảnh khó khăn không có tiền sanh đẻ rồi. Người chồng của con bé đó đâu? Chồng bé bỏ bé hồi lúc bé sanh được 1 tháng là bỏ rồi. Bé sanh tháng rồi là chồng đi ha. Rồi sao hiện giờ có cái bụng bầu nữa là bụng sao? Bụng bầu là thấy thời gian sau quay lại. Cũng như là chồng á là mới đầu là có con xong rồi rồi bỏ đi xong rồi một thời gian xong trở ngược lại giờ ở thời gian xong rồi giờ bỏ đi nữa bỏ luôn không quan tâm tới bỏ luôn rồi ha. Là hiện nay là em Châu Thon này là sống với bà ngoại hả? Châu Un sống ở cái chòi nhỏ vậy, rồi ông chú cậu ruột ông cho ở đợ cái chòi này. Ông cho đất mặt cục này luôn. Rồi hàng ngày bà cháu làm cái gì để sinh sống kỳ biết không? Bà thì đi giống Tết Khmer thì bà gói bánh bán. Bình thường mới Tết Khmer mới có bánh bán là bình thường không có gói hả? Thường không có gói, có Tết nhiệt Tết đồn tả mới gói. Rồi con bé nó có làm gì không? Em có đi làm gì không? Dạ không, coi nữa. Coi em không ha? Rồi vậy thì sao mình sống sập? Thì giờ hai mẹ con ở trong cái nhà vậy đó rồi hoàn cảnh khó quá. Cô xây em nó nằm ngang qua giùm con cái. Nằm ngang qua để em hồi cái chân cái quần của bé đúng rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ là mẹ thì đang mang bầu 6-7 tháng. Có một cháu này cháu trai là mấy tuổi rồi chị? 11 tháng. Cháu trai này nè. 11 tháng. Một tuổi rồi. Rồi bé trai này tên gì? Trần Minh Chí. Dạ. Ba của nó cũng là người Khmer luôn ha, người dân tộc luôn ha. Lúc trước là ba của bé làm gì cho Un? Làm công ty. Là công ty ha. Dạ.
Thì lúc trước là hai vợ chồng quen nhau sao? Quen trên mạng. Quen trên mạng. Dạ. Rồi quen sao? Bị kêu đâu Bình Dương hay không bị ổng vậy? Quen sao đâu? Quen trên mạng là quen sao? Đi Bình Dương rồi ở với ông ngoại hả? Không. Ở với bác. Đi Bình Dương làm ở chung với bác trai. Rồi hai đứa quen. Rồi khi mà về ở với nhau là có kết hôn gì không? Có đám cưới không? Không có đám cưới luôn ha. Rồi ở với nhau bao lâu? 3 năm rồi. Rồi sau khi mà sinh được bé Chí này là được 1 tuổi. Rồi chồng em là mới bỏ đi. Rồi sau đó thời gian bao lâu rồi chồng em mới về? Chưa tới 1 tuổi nữa là bỏ đi rồi. Xong rồi mới bỏ đi, mới đậu bên này đuổi đi qua bên chồng. Rồi chồng nó không dòm tới gì hết trơn. Nhỏ về rồi ngồi sau ôm hết 300 ngàn. Đi qua tất nghe đó về rồi đi thăm. Giờ ở trong cái mẹ con ở trong cái chòi gì đâu nó xíu vậy nè. Cái này là mình không có đất đai vậy hả? Mẹ đây vậy? Mẹ đây tất kể. Không có ha. Cái này là đất của ai? Đất của cậu. Của cậu ha, cậu cho ở đây ha. Là mình dựng một cái nhà nhỏ nhỏ vậy là mình ở đó hả? Nhà đó. Cái này bề ngang chừng bề dài chừng 2.5 m, bề ngang chừng 1.5 m vậy. Ông thấy tội quá ông cất nhà này cho ở. Ông cậu gành tiếng Việt không? Bu nó chắc vô này. Ông cậu gành tiếng Việt không nên kêu ông cậu. Nét phú trái vô này. Ông cậu gành tiếng Việt không? Nó ai mô tôi vậy. Ông cậu không dịch thì ông cậu ơi. Gành tiếng Việt không vô không dịch đi. Vô ngồi đó đi. Không dịch giùm. Ngồi đó đi ông cậu. Đúng rồi đó. Bây giờ ông cậu mà kể cho tôi con biết được không cái hoàn cảnh của Châu Quân này là như thế nào? Là từ bà tôi từ nhỏ đó thì thì tôi con ở đây rồi bà ở Campuchia. Nên vợ chồng mẹ cha mẹ đó thì bỏ rồi bà ngoại đó nuôi. Nuôi bây giờ nó còn lớn rồi, 2-3 năm trước đó thì bà lại đi. Lại đi rồi đó đi cao đi thành phố làm ăn. Bây giờ nó gặp nhau cái chồng đó. Rồi đó có con một đứa này nè rồi có bầu nữa thì nó chồng nó bỏ. Bỏ 2 lần rồi lần này. Nó bỏ cuộc luôn á. Cũng như lần đầu thì cũng chia tay rồi. Sau này cũng như là còn thương. Để trở lại. Rồi bây giờ lần này là có bầu 6 tháng là đi luôn. Mà đi bao lâu rồi chú biết không? Cái mấy tháng rồi. 2-3 tháng rồi. Mới đi 2-3 tháng ha. Là đi là có liên lạc về không? Không luôn. Không có luôn. Mà nói nó bỏ rồi nó không lấy nữa. Nhỏ này nó chạy theo bà ngoại nữa. Rồi không có chợ ổ thì tôi ở cho chòi này. Cũng như ông cậu cậu là em của bà. Em của bà ngoại Châu Quân. Giờ cậu cho ở cái chòi này đi ha. Chồng của bé gần đây không chú? Con gần đây ở Mỹ Xuyên mà cái đó nó còn chồng của em năm nay nhiêu tuổi rồi? 19 hả? Nhiêu? 19 hả? Dạ. Nhỏ hơn em hả? Dạ. Còn quá nhỏ mà. Đúng rồi. Thằng kia 19, nhỏ này 25. Nhỏ 6 tuổi. Nhỏ quá bởi vì giờ nó chưa tìm thiếu nữ xinh đẹp hơn. Chưa. Cơ. Rồi hỏi thiệt em Châu nè, em còn thương chồng không? Hả? Còn thương chồng không? Đó. Không ha. Không ha. Rồi bây giờ em có cái lời nào muốn nói với chồng không? Sẵn rồi em gửi lời đến chồng đi. Bây giờ nếu mà em không còn thương đó, thì sau này nếu mà em có giàu có này kia đó thì anh đừng có về. Thì em cứ nói đi, gửi đến cái người chồng của em đi. Rồi lỡ sau này nếu mà có Mạnh Thường Quân đồ giúp đỡ cho em rồi đó, rồi kêu anh đừng có về nữa nó. Trong lúc em đang như vậy đó mà anh lại nở lòng nào mà anh bỏ đi. Bây giờ có 2 cục vàng rồi nè. Mày nuôi đỡ. Nó 2 cục vàng mà nở lòng nào mà bỏ đi mất tiêu á. Không có sửa ăn. Không có gì để nói chứ ha. Không, em phải nói mới được. Em phải nói nếu mà còn thương thì kêu ảnh về. Còn nếu mà hạ đã hết thương thì mình nên chấm dứt cho nó sau này nữa nó không có rườm rà, đúng không cậu? Đúng. Đó.
Nếu mà còn thương thì nói để cho ảnh ảnh nghe, ảnh quay về, còn không là mình chấm dứt cái một luôn. Để mà cho Mạnh Thường Quân đồ ta họ vô ta hỗ trợ giúp đỡ cho em. Nói sau này lỡ gì có ai đó giống như là có một chàng trai nào đó mà thấy cái hoàn cảnh của em đó, người ta hy sinh để vào làm ba của mấy đứa bé á, thì giúp đỡ cho em này kia, rồi cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Chụp đẩy là sao? Gì nói gì giống con nợ, con nợ nghĩ lấy chồng, nghĩ lấy chồng sợ ha, mà còn trẻ lắm mà nghĩ lấy chồng. Sao nghĩ được, còn trẻ lắm đó nghe, một mình nuôi nổi không? Bạc việc không hỏi một mình thì nuôi nổi không? Nó hiệp đạp gì đó. Sợ ha. Đâu phải người nào cũng như người nấy đâu. Đúng rồi. Trời cắn là bị gì châu ôn. Ngứa mũi cắn. Mũi cắn dữ gì đó hả? Trời ơi khóc rồi kìa. Nghe nói tới chân cắn rồi nè. Tại chân ấy luôn rồi nè, bị này bị gì á? Nó gãi ghét mà nó ấy luôn kìa. Ở đây mũi nè. Cắn rồi nè. Ở trong cái này buổi tối không dân mùng nó mũi vô hay gì dữ vậy? Dưới ở đây nước đồ nước mặn hay bây giờ là nước mặn ha. Bây giờ là em không có cái lời nào muốn nói với chồng hết trơn hả Châu Ôn? Em nói một lời với chồng đi, để mà cho anh hiểu. Không biết nói sao hả? Bây giờ nói theo anh nè, nói là nếu mà còn thương em thì hãy về cùng em lo cho các con. Nếu mà còn thương em thì về với em. Lo cho các con. Còn anh không thương em thì từ đây về sau là hai đứa mình là chấm dứt quan hệ. Nếu mà còn không còn thương em thì mình chấm dứt. Để mà sau này nếu mà có ai tốt hơn đó, người ta có thể là lo lắng cho em được và con của em được, thì cái người này không có về mà quậy phá nữa. Đó, cái này cũng như là cái lời của em Châu nói đó. Nó thấy em nó khóc mà ở đây anh em cũng muốn khóc theo nè. Rồi bây giờ Châu Ôn quay lại đi, anh sẽ tặng cho một ít để mua sữa cho con và mua gạo đồ ăn. Nè, quay lại. Quay thẳng qua đi. Rồi. Đó thì hoàn cảnh của Châu Ôn nè, ở gì địa chỉ đâu chứ? Khánh Hòa. Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Đó là bị chồng bỏ nha. Giờ hiện giờ có đứa con 1 tuổi và trong bụng thì có 7 tháng nữa. Rồi 7 tháng. Rồi anh cũng tặng cho Châu Ôn 1 triệu ha, của chị Hoa Đinh ở bên Mỹ, thì mình để mua nên đồ ăn nha. Đây. Tặng cho em nha. Có lời nào để cảm ơn chị Hoa Đinh bên Mỹ không? Cảm ơn chị Hoa Đinh. Cảm ơn chị Hoa Đinh. Nó theo nè, cảm ơn chị Hoa Đinh. Cậu nói giùm mà sao? Nó cảm ơn nhiều. Con này ơi lui trong tinh sửa cô nhân. Thì đó lui ấy trong lễ con. Chậm côn. Rồi dịch cậu ơi. Dịch. Rồi nó cảm ơn rồi. Chậm côn. Cho tiền nuôi con, mua sữa. Cảm ơn nhiều. Dạ. Không có gì đâu chú. Thì thấy hoàn cảnh mình thật sự cũng rất là đáng thương. Thì Châu nó thì cũng không có đi mận gì. Hiện giờ cũng đang mang thai là 6-7 tháng rồi. Giờ cũng đang chăm em bé nhỏ nữa. Dưới cùng ở dưới bà ngoại nữa nè. Bà ngoại thì cũng không có công ăn việc làm gì, mà ở trong cái căn chòi này mà tụi con đứng vô đây mà nó nóng. Nóng mà chưa cho ở nổi đâu. Xin ở không nổi luôn đó. Tại vì nó quá thấp nè. Nó xíu rồi nè, thấy chưa? Đó, qua cái tay tới nè. Thực sự nó quá nóng. Rồi chân cẳng này nữa, mua thuốc sức vô nha. Để vậy nó không có tốt đâu. Mua thuốc sức vô gì nữa, mình mặc váy đồ đó cho đẹp. Thì nếu mà có hữu duyên với cô chú Mạnh Thường Quân á, thì tụi anh sẽ đến để giúp đỡ cho gia đình mình nha. Ăn cơm hả? Ừ, nay hai bà cháu ăn với gì? Đám hết trò. Người ta cho đó ha. Đám ở đắng ha.
Đắng cũng có đang đám buồn đắng á. Trời ơi, ăn con chén nhỏ xíu à. Ừ. Rồi hai bà cháu ăn cơm đi. Dạ dạ, ăn cơm đi bà. Dạ ăn cơm đi bà. À. Rồi ăn như vậy rồi em cháu rồi có sức khỏe không? Có sức khỏe để nuôi bé không? Vâng, khỏe. À, sao con thì mới có 1 tuổi à. Còn trong bụng thì bầu 6-7 tháng nữa thì chồng giờ bỏ đi mất tiêu rồi. Chắc chồng đi theo em gái xinh đẹp mới. Châu ơi, em ngồi ở gần kế bên bà đi em. Ngồi bên đó đó. Để không thôi chúng em qua bên kia em ngồi đây. Rồi vô ngồi luôn đi. Rồi rồi hả? Không có đũa để ăn luôn. Dạ. Rồi rồi ăn cuộc đi. Mình ăn ngủ vậy đó hả? Rồi cái này là cái món gì bà? Lẩu ha. Lẩu của đám buồn bên kia ta cho thấy cũng tội nghiệp quá. Con thì ngủ ở trên giường kìa, nóng quá thì nóng đây, nóng quá ngủ sao được ta, đỡ cái được cái quạt đấy chứ không có cái quạt đó chắc quạt chịu không nổi nữa đâu. Em nó cho anh nó hư hả cô? Châu Ún là có mấy anh chị em mặt người có mình đó hả? Dạ. Con mình mẹ con mình nè. Bây giờ là ba với mẹ ly hôn rồi, mạnh ai cái này có cuộc sống mới ha. Rồi ở với bà ngoại. À, ba mẹ của Châu là hiện giờ ở đâu bà ngoại biết không? Ba mẹ đấy hả? Ba mẹ của con bé này nè. Campuchia hả? Ở bên Campuchia. Ở bên Campuchia. Cái đồ nghiệp chưa? Châu nhìn cũng xinh gái hả chú bộ à? Có nét chứ bộ. Nét, cao gáo. Này mà đi mà trang điểm lên là xuất sắc luôn á, chứ đâu có xấu đâu. Cười ra mép cười kìa. Kêu là thiếu nữ xinh đẹp. Sao mà làm khang đẹp hiểu ta? Hiểu. Cười ta. Khang đẹp thì biết phải không? Nếu mà đẹp gái mà cái tiếng dân tộc là nói sao Châu Un? Đẹp á. San hả? Sát. Đúng rồi. Sát. Sao mình hiểu tiếng này ta? Vì là mai mốt mà có khen Châu Un là Châu Un sát. Còn nếu anh đẹp trai nói tiếng em sao? Bon sát. Bon nè, bon là trai đấy ha. Bon sát. Sát là đẹp đó, còn bon là trai. Rồi hai bà cháu sống vậy đó, rồi mình không có sữa để cho con nó uống đó, rồi mình cho nó uống cái gì? Nước cơm. Nước gạo ha. Cho nhỏ uống nước gạo. Bây giờ mẹ cũng không có chất dinh dưỡng nữa rồi, chừng nữa đây có em bé ra rồi suy dinh dưỡng rồi sao? Mình có bảo hiểm đâu chưa? Ăn cơm, hai bà cháu ăn cơm có một cái chén lẩu à. Mà chỉ có thấy rau mà. Có thấy gì đâu. Thôi của nãy ta cho quá trời tội rồi. Nhìn cái chồi nè. Ở cái chỗ này ở làm cái sao mở được ra. Hai bà cháu. Này là ở tạm thôi của chú anh chị ơi. Cắt cỡ tạm thôi chứ đâu có... Đất của ông cậu. Thấy tội nghiệp quá rồi cho cất cái chòi nhỏ nhỏ ở tạm ở sau hè nè. Thật sự là ngồi ở trong cái ngôi nhà này là mấy anh em là chảy mỡ hết trơn luôn á. Nó nóng á. Chứ bình thường là em ở đây là giấc trưa rồi là em có ở trong nhà không hay là em đi ra chỗ khác? Em bế con đi chơi. Bế con vòng nữa chứ ở trong nhà sao chịu nổi. Chị dọn hay chị nhà này về nhà. Rồi bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Tôi hả? Sao 65 rồi. 65 tuổi. Dạ. Ông đâu? Ông có. Ông kia ở Campuchia. Ông mất rồi ha. Ông mất ở Campuchia. Bà 65 tuổi là công việc hiện tại là chỉ là đi gói bánh tét thôi đúng không? Dạ. Rồi khi ai kêu gói thì mình gói, còn không có thì mình ở nhà. Có. Là mỗi lần mình gói như vậy là mình được người ta trả nhiêu tiền? Trăm ngàn là một ngày, đó là gói được bao nhiêu đòn?
12, 10, 15 ấy chứ. 15 đòn, 20 đòn. Dạ. Là trong một ngày đó là mình được 100 ngàn. Chúng ăn không hết, sạch. Bà gói bà bán mà. Bà gói đi bán. Bà tự bán. Ai bà gói bà tự đi bán hả? Rồi lời khoảng được 100 ngàn. Tưởng bà đi gói mướn chứ. Rồi bán không hết thì mình đem về ăn hả? Dạ. Rồi. Bữa nào mà bà có ế, tụi con xuống ăn ké nghe. Ở bên lúc trước ở bên Cam đó là bà ở đâu? Ở biển Hồ hay là ở Nông Bên? Ở Lê Vịt. Ở Lê Vịt. Có nghĩa là ở chỗ đó là người ta nuôi vịt đó không? Không. Làm đất làm gì á. Cái đó là cái địa danh. Vậy là Châu sống ở bên Cam là bao nhiêu năm? Châu là ở Châu nè. Mười mấy năm rồi. Mới đây mà nói được tiếng Việt anh vậy là quá hay rồi đó. Có nghĩa là Châu anh sống ở bên Campuchia mười mấy năm rồi. Là mới về đây thôi. Nhưng mà cuối cùng bị cái tiếng sét tình yêu là ra cái nông nổi này đó ha. Không được. Cố gắng lên đi. Nó thì nói chung rồi. Là mong là sẽ hữu duyên với quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để mà giúp đỡ cho em có tiền để mà sanh nở. Thì... Rồi bây giờ là em có chuẩn bị cái gì mà để cho cái quá trình sanh mạ nở mình tiếp theo chưa? Chưa có gì hết trơn á. Rồi bây giờ cho anh hỏi là mình có một cái ước mơ gì không? Có điều ước gì không? Mình có ước mơ gì ước không? Ước mơ gì không? Nói lớn lên cho ông bà cô chú nghe coi. Ở đây có mấy ông Bụt nè. Ông Bụt thực hiện cho. Ước mơ gì? Cứ việc ước đâu, cứ ước, ước. Có nói là mình không dám. Cứ ước đi, cứ ước. Em không có gì hết trơn. Có đồ xin với tiền xin. Muốn có đồ để mà dư tiền, để là có tiền xin em bé. Rồi mình có xài điện thoại gì không? Rồi ví dụ liên lạc sao? Ví dụ như người ta có đồ người ta cho mình đó rồi người ta liên hệ, người ta gửi địa chỉ ở đây rồi sao biết liên hệ. Bà ngoại nó có. Bà ngoại có ha. Rồi chút xíu mình có thể liên hệ với ông cậu đi. Bà ngoại có số điện thoại phải không? Có. Rồi thôi liên hệ với ông cậu đi. Liên hệ với ông cậu đi. Nếu mà ông cậu ông cành tiếng Việt. Cành nữa mà có ai mà cho đồ đó thì con cho địa chỉ rồi cho số điện thoại của cậu. Rồi khi nào mà ta giao gần tới đây ta điện cho cậu đó thì cậu chỉ ta vô. Rồi nhìn thấy bé Châu Un nè, rất là tội nghiệp luôn. Mình biết là bé trai hay bé gái chưa Châu Un? Chưa hả? Mình chưa đi khám hả? Không có tiền đi siêu âm ha. Không có tiền đi siêu âm luôn hả? Là chưa biết con trai hay gái luôn. Rồi nếu mà con trai đặt tên gì? Có suy nghĩ chưa? Chưa nữa hả? Cái kia là Chí rồi phải không? Không, cái tiếng này đặt tên tiếng Việt hay là đặt tên tiếng dân tộc? Đâu có, cái kia là Chí rồi thì đứa sau đặt tên Ngứa đi. Được không? Chí nó ngứa. Hay là Chí gãi. Mình đặt tên đẹp chút chứ. Chọc nó hoài. Chọc cho vui chứ. Thấy em nó cũng tội nghiệp. Dùng nó đáng thương lắm quý cô chú anh chị. Thì Châu Un là sống từ nhỏ là bên Campuchia. Rồi mới theo bà ngoại về đây cũng 2-3 năm nay rồi ha Châu Un. Chờ theo được 3 năm, 10 năm về rồi. 10 năm về đây rồi chứ. Cũng 10 năm rồi ha. Ở bên kia 10 năm, mười mấy năm, về đây 10 năm rồi. Đúng rồi, 2 mấy tuổi nè. 24 rồi. Mà mình lên Bình Dương làm là mấy năm? Lên Bình Dương thì lúc 16 tuổi. Rồi lên đó em làm gì? Làm công ty. Công ty là công ty gì? Đi về da ha. Làm vậy á. Ủa sao 16 tuổi, 6 tuổi mới nhận ta? Làm lấy, công nhật á. Lấy càng cơ cô ta. Cũng biết lách lực dữ ha. Đó nó cũng con chị bà con nó đi đó. Nó kêu đi đó. Rồi mình vô công ty mình mới quen được chàng trai đó ha. Vô được 3 năm mới đem. Vậy cũng gần cùng quê nè. Quê dễ quen. Ở dưới đây mũi dữ lắm hay gì mà thấy em, anh thấy chân của em nó bị thẹo quá vậy? Cái này là em gãi đúng không? Ngứa gãi á. Ngứa dữ quá. Ngứa gãi nha. Chân nó cái nào. Chưa có bầu là không có ngứa. Tự nhiên có bầu rồi nó ngứa vậy. Tự ngứa chứ không mũi không chích ha. Không.
À, có nghĩa là có bầu rồi tự nó ngứa. Chắc đây giống như dị ứng, dị ứng. Nó bị thay đổi nội tiết tố á. Dị ứng. Không có gì sức á, nó ngứa. Nói cô chú anh chị thì đây là cái bữa ăn của hai bà cháu nè. Không có gì ăn luôn nè. Không có gì ăn hết trơn mà ăn ở dưới một cái nền này luôn. Chảy cái bao ra rồi ăn ở dưới nè. Cháu Un cho anh hỏi là nếu mà nấu cơm gì ai nấu, bà ngoại nấu hay là em nấu? Em. Em nấu ha. Rồi biết làm đồ ăn không? Nếu mà đồ ăn thì bà ngoại em làm. Vậy mà không biết làm đồ ăn hả? Biết chứ mà bà không biết cho làm. Biết làm, biết làm mấy món nè. Như là hộp vịt xiên ha. Đây là rau bún luộc. Không biết làm để một món dính ta trên trình tự nhé. Ba bốn món rồi, cãi rồi, cãi rồi. Thịt heo chiên như làm rau gì. Thịt heo chiên. Rồi gì nữa? Cá kho biết kho không? Cá kho. Biết kho ha. Rồi biết món xào không? Món xào. Rồi cũng cơ bản là cũng biết rồi. Cứ kho chiên xào thì cứ đảo qua đảo lại. Rồi thôi mình để cho bà cháu ăn cơm đi. Để cho bà cháu ăn cơm đi ha. Thì nếu hữu duyên với khán giả Mạnh Hùng Quân đó thì có thể là giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Chao Un đó, thì ước mơ của em thì có được một số vật dụng để mà đi sanh nở, với lại có tiền sanh nở để cho em vượt qua cái khó khăn ngay lúc này. Thì em cũng thân phụ nữ bây giờ là chỉ sống với bà ngoại ở trong một cái căn nhà một mét rồi, trong căn nhà tạm của ông cậu cho nè. Rồi con chúc bà với em Chao Un được nhiều sức khỏe nha. Rồi chào khán giả đi em Chao Un ơi. Chào em. Đúng rồi, câu chào của dân tộc đó.